Con chào ông Vũ, chào anh chị ở xa nha. Thì mình đang quay camera ngược tại nhà ha. Thì bữa nay mình làm cái video chia sẻ về một số vấn đề xoay quanh về cây mini, cách nuôi cây hay là mình dự toán làm một số cây mini. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì mình làm cái video này. Lâu lắm rồi mình nào giờ không có lên cái mình quay mặt mình lên cho anh chị mình coi, thì cái này cũng hôm nay cả gan ha. Thì chia sẻ cho anh em mình, ngoài trời cũng đang mưa để mình quay ngược camera lại rồi làm video cho nó tiện hơn, chứ đưa cái mặt coi cũng hơi kỳ ha anh chị mình ha. Thì đây là cái cảnh quen thuộc ở nhà mình ha. Thì ngoài trời cũng mưa lâm râm luôn á, nhưng mà mình tự nhiên cái mình muốn quay một số cây quen thuộc cho bà con mình coi đó. Chứ trước giờ mình quay mình cũng ngại đưa cái mặt mình lên xấu lắm. Thì dự toán của mình đó là cái bầy mini này mình làm 5 năm rồi ha. Đây linh sam 86 nè, cây này là mình thích cho nên là mình kêu giá cầm á, cũng từ cái nhánh mà 15.000 thôi. Nên đây cây nữa nè, 86 gin nè. Thì anh chị mình thấy nuôi linh sam 86 thì số bà con nó là khó nuôi, nhưng mà mình nuôi đạt anh chị mình ha, đạt về màu xanh á, ngoài trời hơi lâm râm ha. Đây, hy vọng nè, 86 nè, rồi siêu bông nè. Thì bữa nay là 15 tháng 17 tháng 5 năm 2022 tây á, thì mình quay quay số mai chiếu thủy nè, mình để có cái ngày sau này mình 4 5 năm sau mình lục lại cái video này. Dự toán là mình làm khoảng 200 cây mini, 200 cây tới 1.000 cây về mai chiếu thủy với bà con mình trong chậu. Thì bán gì bán chắc chắc cũng phải hơn 1 triệu một cây. Nhưng mà còn nếu mà bán hơn nữa thì càng tốt, thì mình vô khoảng 200 cây mai chiếu thủy rồi. Nhưng mà cái lâu dài chắc mình làm khoảng từ 200 tới 1.000 cây. Thì mình quay để mình lấy cái dữ liệu sau này á, sau này mình làm lên cây thành phẩm rồi mình lục lại cái video cũ này cho anh em mình coi ha. Này mai chiếu thủy ha, mai chiếu thủy lá chung đó, mới vô vô chậu hôm qua luôn. Thì quá phái cho nên là hôm nay quay quay cho bà con coi. Thì cái bầy mini này lúc trước á, thì mình làm á, mình cũng có bán phôi vài trăm ngàn cây rồi 50 cây đó, cho nên là rốt cuộc về sau này lúc mùa dịch á, mình làm khoảng 400 cây thành phẩm, cái mình bán không đủ luôn. Tại thật sự mà nói vốn vốn để một cây mini này là vốn rất thấp, mình nói thật tình luôn. Là tay cây nhánh chiếc thì bà con mình biết là khoảng 20.000 trở lại, nhưng mà cái thời gian rất là lâu luôn bà con mình. Số bạn hỏi là để làm cây mini này á, thì làm như thế nào, thì mình bữa nay mình nói luôn. Thì cây mini này là lúc trước mình bỏ trong cái chậu mũ hay là cái chậu tồn lan như thế này đây nè đó. Nhưng mà bỏ chậu mũ thì mình để cho nó thiệt là già luôn bà con mình, để cho thiệt là già ha. Đây là cây kim song hinh nha. Thì cho thiệt là già rồi mình mới cắt, cắt lấy cái gốc thôi đó, rồi nó ra thì sửa ăn cành gì, ra ăn cửa ăn cành gì. Còn nếu mà cây dáng này là thiêu dáng thực lắc hay là phong cao thì sửa vài cành, nhưng mà được cái là rất là già. Mà con thấy không, nó đâu có chuẩn bài gì đâu nè, cành nhánh nó ra nhưng mà đựng cái gin nè, như cây này ha. Đựng cái gin, nay cây này là cây song hinh. Còn cây 86 là cây này mình hổm mình cắt, mình có chia sẻ cho bà con nè. Thì linh sam mini á, thì bà con mình nên là tưới thường xuyên ha. Tại vì cái cây cái chậu lớn này mà con mình tưới ít thì sao mà nó phát triển được không nè, con thấy không. 86 mà mình nắm chậu như thế này đây thì nó phải mạnh nó mới ấy được như cái cây này đó. Linh sam thì ở đâu cũng biết nha,
Bữa nay mình bán cây giống thì số bạn hỏi là bao sống không? Thật thật ra mà nói, linh sam nếu mà siêu bông á, thì đi 10 ngày quay đầu về cũng không chết nếu mà mình nuôi. Còn ở miền Bắc hay những cái miền mà nhiều khi anh chị mình không biết cách nuôi thì mình cũng chịu thôi. Đó. Đây là linh sam 86 nè. Linh sam 86 là mini là số 1. Ha, rất là đẹp. Đây, cây này. Nhưng mà bây giờ mình khoái. Hôm nay mình muốn khoe cho anh chị mình là làm mini cây cây mai chú thủy. Đây. Mai chú thủy luôn. Thì hiện giờ mình cái cây này mình nuôi hồi lúc mùa dịch rồi anh chị mình ha. Mà nuôi thằng này là thằng gò công. Lá lớn. Đây. Cây này thì số bạn mà nếu có theo dõi kênh mình lắm thì cái cây này lúc nuôi lúc phôi rồi nuôi từ từ lên nè. Này là nuôi nước ba rồi sửa đi sửa lại ha. Cây này mình cũng chưa giao lưu nha. Mình quay để mình có số liệu cho bà con mình theo dõi kênh được biết. Thì cây mai chiếu thủy cũng không có khó nuôi đâu. Này nuôi trong chậu gốm vàng luôn. Đó. Cây này cũng vậy, những cái cây mà không mình không bán cho nên là còn. Cây xanh thì thôi nói gì thôi. Đó. Hồng ngọc mai luôn. Thì về phân thuốc thì mình vừa gãi phân dơi á. Phân dơi thì bà con mình mua cái loại nấm Tico Đạt Ma, bà con mình trộn vô nha, trộn vô mình gãi thì nấm Tico là nấm đối kháng, khi mà một khi mà nó diệt bệnh được rồi vô cây rất là sung tốt luôn. Tại sao số bạn nói là phân nào là ngon nhất, thật ra là không có loại phân nào là tốt nhất ha. Mình phải luân phiên giữa hóa học và hữu cơ. Đây cái này mình đang nuôi mà đây mình thấy mai chiếu thủy này. Thì bữa nay anh chị mình coi video này rồi 5 3 năm sau mình để mình coi cái bài mai chiếu thủy này nó như thế nào đó. Thì dự toán là mình để lại mình làm mini á. Cây cây này hồi kỳ rồi mình thay chậu là không còn cái rễ luôn. Bữa nay nó bắt rễ, thằng này là thằng mai vàng, mai quắn anh chị mình. Bắt rễ nè, cây này mình bán 3 triệu, bán về Đà Nẵng nhưng mà thật ra là cái chậu nó mắc lắm, cái chậu này tới 800 ngàn. Cái chậu này mình mua 800 ngàn. Mình giờ mình cảm thấy nó tiếc ha, cây này có duyên. Đây, mai chú thủy. Mình quay lại bài mini ha. Cách nay 4-5 năm thì số bạn nói Vũ ơi bạn làm gì rồi chừng nào mới bán. Thật ra mà nói anh chị mình để cái cây trong cái bầu như cây cây này cây siêu bông, anh chị để hoài nó già già, mình cắt mình lấy gốc thôi, mình đâu có lấy cao đâu anh chị em mình, cắt lấy cái gốc lấy không lấy cao thì nhưng mà về lâu dài mình nuôi lên ha. Đó. Cây mình này rất là tâm đắc là tại vì nuôi nó đạt yêu cầu á. Đây là 86 gen nè, bà con mình thấy. Một số bạn nói linh sam 86 nuôi nó bỏ cành thì nhiều nguyên do, tại do bạn khi bạn sửa bạn không có lại lá. Mình sửa mình lại lá rồi nó ra lá lớn lại ha. Cây này mình bán giá rất là cao đến chi. Không ai mua mình để lại. Cây này cây 377 nè. Thật ra mà cái cây 86 gin á, bạn bán cao là bạn phải có nói lý do bán cao. Ví dụ như thứ nhất là cái đế nó nè, linh sam 86 khó làm đế lắm mà cái cây này nó có đế. Thứ hai là cành nó khi mà bạn sửa là không còn ôm dây, đây không còn ôm dây luôn. Và cây gin, thấy không? Là mình thấy không, không còn ôm dây nó già luôn. Này là 5 năm tuổi. Mình không nói là cái cây này đi thi được tại vô cái chậu thường nhưng mà tưng bài chắc chắn là được. Đây cây 86 rất là sung xanh, mình nói chân thật, mình nói thiệt lòng luôn. Cái cây này kỳ rồi là nó không có sung, nay nó sung lại. Cây này cây sam hương, mình sẽ nuôi lại mini ha.
Tại cái bài này 1.000 cây, khi mà nuôi xong nó còn 400 cây, 400 cây mình bán còn lại 20 cây. Cho nên là mình rất là thích mini, thì mình sẽ làm cái bài Mai Chữ Hỷ này, nối cái bài Linh Sam. Mình quay để mình làm cái dữ liệu, sau này mình có thể có những cái thành phẩm mà mình lấy số liệu. Không, cũng như cái bài này mới sửa đây. Đó, thì số bạn thấy là những cái lô mà mình nuôi khoảng 8 tháng mà sửa 2 lần. Cái lô này bà con mình thấy không? Nó mới sửa đây nó ra bít bết nữa rồi. Cái cây bự là nó dễ nuôi hơn bà con mình. Nhưng mà cây bự thì cây mini là nó mau thành phẩm. Nó dạng như là chi tàn, nó không có cần phải liền sẹo liền đồ, nhưng đối với những cây này thì nó tàn dễ nè. Cây bự là nó nuôi mau thành lắm. Đợt này một loại mình nuôi thêm một một đợt đợt nữa là mình sẽ bán. Thế cái này cây siêu bông nè anh chị mình thấy không? Nuôi thêm dạng như nó ra thì bữa nay là mới chắc được 1 tháng thì nó ra ăn cơi đọt nữa là bắt đầu mình sửa lên mình bán cái lô này đi. Dự toán là cuối năm sau nhưng mà mình bán mình sẽ nuôi lại mini anh chị mình. Cái bài đặc điểm là mình không có nói cây mình đẹp nha, cây phải sung, bà con mình thấy không, cây rất là sung tốt luôn, sung tốt, sung. Linh Sam là dễ nuôi bà con mình. Còn mai vàng á, thì mình có nuôi mấy cây à, nó cũng được ha. Đây, cây này là cây mai mai dảo, mai dảo, dảo thung đất. Thì thường thường mình không có nuôi mai vàng nhiều nhưng mà cũng tính nuôi vài cây, thì nếu mà lá tầm gì thì nó cũng tạm ha. Đó. Mai dảo nè, cây này hình thú dảo đã chưa, sân cỏ ha, mình thích nhất là sân cỏ, chi khi mà nắng lên nó không có nóng. Còn phân thì anh chị mình lưu ý những thuốc sau đây ha. Guidomin nè, khi mà Guidomin nè, Antacon nè, Cốc 85 nè, những cái loại thuốc đó là mình ngừa. Rồi vitamin B1 nè, gót 2 nè, là nhóm rễ ha. Thuốc từ sâu thì hóa học sinh học, đơn giản Linh Sam nó rất là dễ luôn bà con mình. Còn chất tàu mình sơ dừa vỏ tấu ha. Còn có cát thì mình bỏ vô, không thì thôi. Cây giống mình không bỏ cát là tại vì khi mà ship đi nó rất là nặng phí. Nhưng mà dân có bonsai này làm sao mình nuôi cái cây mình tốt thôi. Ví dụ như anh chị mình thấy cái video cái cây này mình thử ưa quay lên. Bữa nay anh chị mình thấy không, nó đầy đủ lông luôn. Thì thường thì số bạn hỏi là tôi coi của Út Vũ hoài mà nào giờ tôi không thấy mặt, tại nó ngay cái mặt mình không được đẹp, với lại khi mà mình quay cái mặt thì không thể nào mà anh chị mình thấy cái cây, nhưng mà trong khi đó anh chị mình nhu cầu anh chị mình coi cây nhiều hơn, cho nên là tốt nhất là mình quay cái cây. Đó, như cái cây này Linh Sam tán phát hồng, ngày xưa mà kiếm cái bo nó cũng khó lắm, bây giờ bán 20.000 bầu mà nuôi 5 7 tháng thì anh chị mình quá dễ mua rồi. Đây trắng phát hồng mà lên cây lá nó đẹp ha, trắng phát hồng nha. Còn Linh Sam hồng, Linh Sam hồng mà ở đây lá nó to hơn xíu, gai nó ít, thấy không, Linh Sam hồng đây. Cho nên là hai cái giống này thì là hai cái giống giếm, một giống siêu bông là mình tâm đắc nhất, siêu bông trắng phát hồng, Linh Sam hồng 86. 86 thì anh chị mình lá nó nhiều ha, lãi lá nó cực hơn. Cây này không có bán nha, tại vì để coi nó nuôi, coi cái dàn dâm nó như thế nào, chứ không phải gì. Tại Linh Sam hồng là giống tương đối mới, nhưng mà nào giờ cũng không có cây thành phẩm. Đây đình mình thấy có ai mà có cây thành phẩm đâu, không có đâu ha. Có cũng rất là ít, cho nên là mình nuôi
nuôi thử cái cây này coi cái dàn xương nó như thế nào để mình xanh thì mình bán giống, mình dễ nói chuyện, chứ bây giờ hỏi bán ra thì không có cái cây nào thành phẩm bán giống, cho nên bà con mình khó. Ngày xưa mình không có thích kim trung hinh nhưng mà bây giờ mình lại thích cây kim trung hinh. Đây là cây này, thấy không, cái cây này tới 40 hoành lắm bà con mình. Cái tay mình để vô 40 hoành đó. Cây này thì mình nuôi cái cành này, lúc mình mua cái cành này cái xíu à, nuôi cái cành này mà chưa dám phân rễ luôn ha, cây này chưa dám phân phân đế luôn. Phân đế này mình dự tính là mình phân nhưng mà chưa dám, tại vì những cái cây này cũng khoái quá ớn ớn. Nhưng mà anh chị mình phân đế được một cái là tiền nó lên lắm. Tính mình nuôi chậu bự hay là vậy, mình phân xong cái mình rải sơ dừa với cát vô rồi cho nó mòi ra, lý thuyết là như vậy nha. Như cây này, cây này thì chưa chưa tỉa nè, đợi cho nó ra, tại vì khi mà bạn tỉa bạn phải lựa ha, rất là mau, cây này rất là mau luôn đó. Cho nên là bà con mình khi mua dụng cụ quay chậu hay là cây giống hay gì đó thì lưu số điện thoại của em vô đó. Rồi cảm ơn bà con nha. Anh chị mình mới xem thì cho em một cái like với đăng ký kênh đi, để anh em mình có dịp gặp lại ha. Tại bây giờ tự nhiên cái muốn quay, trời đang chuẩn bị mưa luôn á, muốn quay mình có nhiều cái vấn đề để nói nhưng mà không có soạn trước, không có soạn trước luôn, ra giường cái bây giờ hôm nay cây nó sung quá cái muốn quay cho bà con ở xa coi. Thì có nhiều anh em lại nhà rồi anh em mình cũng thức kiển ha. Anh có một số bạn đừng ngại nha, mình lại nhà không mua gì cũng không sao ha, thích kiển là chính ha. Mai chú Hỷ nè, rồi mình xin kết thúc video.